Ngày 25 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 3 tháng 12 năm Nhâm Dần, Quỹ Thiện Nam Tín Nữ khắp các tỉnh thành và khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày. Sau khi dùng điểm tâm, Quỹ Thiện Tín Phật tử đã vân tập về các giảng đường để cùng bước vào thời khóa niệm Phật, kinh hành và tụng giới. Sau thời khóa công phu, Hòa Thượng Thích Chân Tín, Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp đã có đôi lời pháp nhũ gửi đến đại chúng nhân khóa tu một ngày cuối năm. Thì mỗi năm qua đi thì mạng sống của chúng ta giảm dần. Và thực tế thì mình cũng không biết là sống tới ngày nào. Ở đây có ai biết mình sống tới chừng nào chết không? Không ai biết hết. Nếu mà mình không biết thì sao? Thì phải ráng tu. Bởi vì Đức Phật nói làm sao? Mạng sống trong hơi thở. Thở vào không thở ra chết rồi. Đừng ai nói rằng tôi sống 50, 60, 70, 80, 90. Mà nếu biết được vậy thì hay á. Nếu biết được vậy thì mình cứ tà tà tu cũng được. Trước thầy có làm một cái bài thơ vui đó. Nếu ai chắc sống tới già, bây giờ còn trẻ, cứ tà tà tu. Nếu ai sống chết mịt mù, bây giờ tu gấp, chớ tu tà tà. Mỗi năm qua đi là mạng sống giảm dần, do vậy chúng ta cần quán xét lại bản thân. Trong hành trình tu học, ta đã làm được những gì, những điều còn thiếu sót thì cố gắng bổ sung. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, hòa hợp, nụ cười. Những điều chưa tốt thì cần bỏ bớt. Tham, sân, si, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nỗ lực chuyển hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý cho thanh tịnh. Đối với người Phật tử tại gia, cần có trách nhiệm với gia đình, người thân, xã hội, hộ trì tam bảo, thực hành những việc lành mang lại lợi ích cho mình và cho người. Cuộc sống ngắn ngủi, mỗi người cần tinh tấn tu trì năm giới của người Phật tử tại gia để có được an lạc, hạnh phúc ngay trong hiện đời và cả đời sau. Sau giờ giải lao, đại chúng cùng đến với buổi pháp thoại do sư cô, tiến sĩ Thích Nữ Huệ Hòa, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Tập tính của mỗi chúng sanh thì ai cũng có tâm vọng tưởng ngã, ngay cả Huệ Hòa cũng vậy. Với 1 hoặc 2 giây, 3 giây, 4 giây là bắt đầu mới niệm Phật xong là tâm mình vọng tưởng. Như vậy thì giải pháp của chúng ta là gì? Nếu chúng ta phát hiện ra tâm của chúng ta không còn trụ vào danh hiệu niệm Phật nữa, chúng ta đừng sanh tâm nhàm chán. Chúng ta phải chấp nhận sự thật đây, tâm ta đang vọng tưởng. Khi mình chấp nhận sự thật, tự nhiên tâm mình sẽ ngưng vọng tưởng. Điều thứ hai chúng ta phải làm, đó là nỗ lực kéo dài thời gian chúng ta niệm Phật trong thanh tịnh ra. Mới lúc nãy chúng ta mất 5 giây là chúng ta vọng tưởng. Bây giờ chúng ta sẽ nỗ lực kéo dài nó 10 giây. Nỗ lực nha. Và tiếp tục như vậy là lần sau sẽ là 15 giây. 30 giây. Có nghĩa là tâm của chúng ta theo bản tính nhiều đời nó đã vọng tưởng như vậy. Bây giờ chúng ta hành trình là dạy dỗ lại tâm của chúng ta. Trong thời pháp thoại, sư cô nhắc nhở đại chúng, hành trình tu học giải thoát là một quá trình dài. Chúng ta cùng xem lại gương hạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu tập và thực hành vô lượng các thiện pháp. Do đó, mỗi hành giả cần noi gương Đức Phật mà thực hành, tinh tấn tu tập, tích lũy công đức phước báo, làm hành trang về đất Phật. Khi gặp những chướng duyên phiền não, mỗi chúng ta cần nhìn lại để thấy, áp dụng câu Phật hiệu và từ bi quán để chuyển hóa tâm mình, chặn đứng những khổ đau. Tích cực gieo trồng và vun bồi những hạt giống thiện lành trên mảnh đất tâm, huân tập thói quen trì danh Đức Phật để an định thân tâm, từ đó trí huệ được phát sinh và đạt được những thành quả nhất định trên lộ trình tìm về bến giác. Sau phần chia sẻ,
Sư cô đã giải đáp các thắc mắc của quý Phật tử về những vấn đề xoay quanh pháp học và pháp hành. Buổi chiều, sau thời khóa niệm Phật kết thúc, quý Phật tử cùng thực tập tịnh tọa. Trước khi ra về, quý Phật tử nhận một phần quà pháp bảo là sách tu nhà của Hòa Thượng Thích Chân Tính. Nơi trần gian nhiều khổ đau, từ ngàn xưa Đức Phật ra đời, cứu muôn loài vượt qua bao trầm luân rơi xa tử sinh. Ánh đao vàng luôn tỏa sáng, pháp chư Phật là lý chân. Từ đây chúng sinh nương nhờ, theo thuyền từ vượt thoát sông mê. Y vàng bay theo chân ngài, hướng từ tôn chung còn kinh nguyện. Vượt qua ngàn gian khó, chi vương bền hoàng dương Phật pháp. Hạnh Bồ Tát xứ già Như Lai, nhập thế đưa vui buồn giác ngộ. Khắp Ta Bà mang lợi ích đến quần sinh. Nguyện hoàng pháp từ xa xa tha tâm Bồ Đề về chân như. Nguyện độ sanh phá vô minh sống vui an lạc, mở ra đóa hoa trường thường. Nguyện ngày đêm tinh tấn bao ân chư Phật. Hạnh Bồ Tát xứ già Như Lai, nhập thế đưa khôi nguồn giác ngộ. Khắp Ta Bà mang lợi ích đến quần sinh. Nguyện hoàng pháp từ xa xa Bồ Đề về chân như. Nguyện độ sanh phá vô minh sống vui an lạc, mở ra đóa hoa chân thường. Nguyện ngày đêm tinh tấn bao ân chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.